Mừng tất cả bạn đến với lãnh địa Samsung nha. Đầu tháng đây lên một con LG Velvet, máy thiết kế lành lặn nha anh em. Đây màn hình công tràng luôn nha, camera giọt nước luôn, mặt sau camera hình giọt mưa rơi luôn nha anh em. Đây 4 chấm xuống Velvet này bên mình đang bán cho anh em giá chỉ có 2,5 triệu thôi nha. Cấu hình con này thì vô đối trong tầm giá rồi. RAM 8GB, bộ nhớ 128GB nha anh em. Chạy chip Snapdragon 765 5G luôn nha. Còn camera thì chụp hình cũng cực kỳ chất luôn. Con này là sở hữu camera góc rộng đầy đủ hết nha. Đây zoom góc rộng đầy đủ luôn nha anh em. Vân tay trong màn hình là hơi dài dài nha. Cái này mà chị em nữ xài là rất thích luôn, cầm cực dài luôn nha. Giá chỉ có 2,5 triệu thôi. Ngoại hình thì tương đối thôi, có cứng có chày nha anh em, không thể đẹp đẹp keng thì bên mình giá cao hơn nha. Anh em nào cần liên hệ trực tiếp, số lượng bên mình còn nhiều nha. Cảm ơn tất cả anh em quan tâm. Lưu ý không ship hàng nha anh em, bán trực tiếp thôi. Anh em nào mua qua trực tiếp liên hệ nha.